nghệ sĩ nhân dân hồng vân nghẹn ngào tiết lộ tình trạng sức khỏe gần đây nghệ sĩ nhân dân hồng vân gây chú ý khi có những bài đăng chia sẻ về việc mình gặp vấn đề sức khỏe điều này khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng cách đây ít ngày nghệ sĩ nhân dân hồng vân viết trên trang cá nhân những lúc cạn kiệt năng lượng là những lúc chán đời và muốn buông bỏ mọi thứ chỉ muốn dành những quãng thời gian còn lại với cha mẹ chồng con nhưng rồi thì những lời động viên hỏi thăm và những quan tâm thật lòng lại làm mình đắn đo thật nhiều Nghệ sĩ kể câu chuyện về một cậu học trò có hoàn cảnh khó khăn và ít trò chuyện, nhưng khi biết sức khỏe của cô không tốt, đã trưng yến gửi tặng dù đây là món quà khá đắt so với chi phí sinh hoạt của bản thân. Đợt bệnh vừa qua, tôi chợt nhận ra các học trò của mình dù đã tốt nghiệp hay đang học, dù sởi lời hay khép kín với mình thì các em luôn cần tôi và thương tôi thật lòng, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân chia sẻ. Tại lễ ký kết ra mắt sân khấu kịch học đường UEH Theatre do Trường Đại học Kinh tế Thành UH phố Hồ Chí Minh UEH và sân khấu kịch Hồng Vân hợp tác diễn ra sáng 17 tháng 11. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân nghẹn ngào cho biết, gần đây cô gần như kiệt sức vì các hoạt động tổ chức biểu diễn gặp nhiều khó khăn. May mắn cô gặp được tiến sĩ Bùi Quang Hùng, phó hiệu trưởng trường UEH và tìm được sự đồng hành trong việc xây dựng sân khấu kịch học đường. Với sân khấu này, thì tôi cần có nhiều sức khỏe hơn để thực hiện ước mơ, tâm nguyện của mình. Vài năm trước tôi còn dùng vốn sức khỏe tự có của mình, còn bây giờ xung quanh tôi đã có nhiều người có thể hỗ trợ cho mình. Nữ nghệ sĩ chia sẻ đại diện truyền thông của nghệ sĩ nhân dân hồng vân tiết lộ thêm hơn một tuần qua nữ nghệ sĩ bị sốt mệt sức khỏe suy giảm hiện tại tình trạng đã ổn định hơn Sân khấu kịch học đường là tâm huyết của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, với mong muốn kết hợp với các trường trung học phổ thông, đại học trong thành phố nhằm tạo nên một cộng đồng người trẻ văn minh tri thức, biết thưởng thức và trân trọng các giá trị nghệ thuật. Đồng hành cùng cô còn có những gương mặt quen thuộc đã gắn bó với sân khấu kịch Hồng Vân suốt nhiều năm qua như Hữu Nghĩa, Ốc Thanh Vân, Hiếu Hiền, với thông điệp một sân khấu, một nét văn hóa được gìn giữ. Sân khấu kịch học đường hướng đến những tác phẩm văn học điển tích, truyền thuyết lịch sử dân gian đương đại nổi tiếng trong và ngoài nước. Mỗi đêm diễn, khán giả không chỉ được thưởng thức kịch do các nghệ sĩ, diễn viên, sinh viên các lớp kịch chuyên nghiệp biểu diễn mà còn được đối thoại, trao đổi với đội ngũ thực hiện, thậm chí nhập vai, đóng vai. Sân khấu sẽ chính thức đi vào hoạt động tối 20 tháng 11 với vở Quyền lực và tình yêu do đạo diễn Vũ Xuân Trang giàn dựng.